Sự tĩnh lặng tuyệt đối chính là dấu hiệu báo trước những khoảnh khắc bùng nổ. Trước giây phút tỏa sáng là hành trình tự lực vượt mọi âu lo, bỏ lại mệt mỏi phía sau để tái nạp năng lượng trong không gian riêng tư. Nạp sức vào từng bước di chuyển để mạnh mẽ vững vàng, gạt đi mọi thách thức, rửa trôi mọi ưu phiền, đẩy sự tập trung lên cao độ và tìm kiếm sự tĩnh tại tuyệt đối để tôi luyện chất thép. Lúc năng lượng nạp đầy cũng là lúc sẵn sàng bung sức tung đòn quyết định.